Mưa gió quá các bác ạ. Vâng, hôm nay không quay được ngoài trời thì em sẽ quay ở trong này giới thiệu và sẽ là hạ giá full những chiếc xe đang có mặt tại bên showroom các bác nhá. Mưa gió này, các bác mua ô tô đi thôi các bác nhá. Bên em đang có khoảng tầm 40 mẫu gầm cao bày trong bày ngoài để phục vụ các bác đây. Thì các bác thấy được là đây toàn là những mẫu xe gầm cao mà đã có những cái video clip của em trên kênh mua bán của em rồi. Thì anh chị hãy liên hệ để có thể là em sẽ cung cấp cho anh chị thêm thông tin hình ảnh về những chiếc xe mà em đang bán nhá. Đều là giá tốt cả và đều hạ giá cả các bác ạ. Đây các bác có thể nhìn thấy cho em này. Đây là chiếc Ford Everest 2016 phiên bản Titanium một cầu màu trắng ngọc trinh, siêu đẹp với khối động cơ 2.2 phun dầu, 7 chỗ ngồi cực kỳ cao cấp đến từ thương hiệu của hãng Ford này. Chiếc xe này có mức giá vô cùng hợp lý luôn cho các bác nhé. Và tiếp theo đây này, bác nào mà vẫn muốn đi 7 chỗ ngồi mà lại là một mẫu dòng xe máy xăng và tiết kiệm nhiên liệu và có mức giá tiền hợp lý với hộp số tự động. Và chiếc xe này đến từ thương hiệu Mitsubishi của hãng xe Nhật. Và đây là một chiếc xe nổi đình nổi đám rồi, Mitsubishi Outlander 2019 phiên bản số tự động, với giá tiền cũng cực kỳ hợp lý các bác nhé. Và tiếp theo đây cũng là một cái xe đến từ thương hiệu của Ford, Ford Everest 2019 phiên bản Titanium một cầu. Và chiếc xe này cũng đang có cái mức giá hợp lý, màu vàng cát. Và chiếc xe này sẽ thích hợp với những bác nào mệnh mộc và mệnh thổ các bác nhé. Liên hệ ngay để có giá tốt nhất các bác nhé. Và đây là một cái chương trình báo giá trực tiếp và có mức giá vô cùng hợp lý với các bác nào mà trực tiếp liên hệ và những bác nào liên hệ với em qua thông tin kênh chính thức của em nhé. Và đây chính là chiếc Tucson 5 chỗ, một cái phiên bản gầm cao 5 chỗ ngồi mà được quý khách hàng ưa chuộng hạng nhất. Một mẫu xe Hyundai Tucson bản 1.6 Turbo, bản cao cấp nhất các bạn ạ. Và đây là bản cao cấp nhất, nó còn đắt hơn cả máy dầu đấy các bạn ạ. Mang tất cả những công nghệ cao cấp của hãng. Và chiếc xe này sản xuất 2021, xe lăn bánh có vài vạn km thôi, 4 lốp và theo xe cả dàn, full lịch sử hãng. Và chiếc xe này cũng đang được bán tại showroom với mức giá cực kỳ tri ân. Và nếu các bác nào mà có tầm tiền hợp lý hơn với một mẫu xe 5 chỗ gầm cao thì các bác có thể lựa chọn cái mẫu Tucson nhập khẩu 2015 này. Đây là bản 2.0 tiêu chuẩn, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc và vô cùng xuất sắc. Đây là hàng sưu tầm này. Chiếc xe này thì có mức giá cũng cực kỳ hợp lý, chỉ nhô 5 đồng thôi. Nó sẽ phù hợp với cái mức tiền kinh tế của gia đình các bác này. Và nếu các bác cần tiếp tục nữa thì các bác có thể lấy cho em cái chiếc xe này. Đây là phiên bản gầm cao 5 chỗ đến từ thương hiệu của xe Nhật, một mẫu Mazda CX-5 phiên bản 2.5 phun kịch. Đấy, với chiếc xe này thì nó là form dáng trẻ trung, cá tính, nhiều công nghệ, 2018 bản 2.5 với giá tiền cũng hợp lý. Các bác nào mà muốn mua, em đến đây em cắt lỗ cho vài con các bác nhé. Đấy, cắt lỗ cho vài con để các bác có thể là có phương tiện đi lại này. Mời các bác tiếp tục sang phía bên này này. Đấy các bác thấy bây giờ tất cả những chiếc xe này đều đã có clip chi tiết để cho các bác có thể lựa chọn những sản phẩm mà các bác yêu cầu này. Những sản phẩm của bên em thì nó đa dạng lắm các bác, nhưng đa phần 99% ở đây đều là những cái mẫu xe gầm cao và có mức giá vô cùng tốt luôn các bác. Đây, ví dụ như đây trước mặt đây các bác có thể theo dõi cho em, nếu bác nào mà đi bán tải mà các bác đang tìm một cái dòng xe mà chất và một loại xe mà bất chấp mọi loại địa hình, một cái mẫu xe mà nó là tốt, phải nói rằng là tốt nhất và nó là thể hiện độ bền bỉ cũng như là thể hiện được cái tính năng cao cấp, thì đây chính là mẫu Toyota Hilux 2015 phiên bản 3.0 số tự động hai cầu. Vâng, nói đến cái phiên bản này các bác biết rồi, đây là phiên bản rất đắt tại thị trường lúc thời điểm nó ra mắt, hơn 1 tỷ đồng, nhưng bây giờ chỉ còn có hơn 500 triệu đồng thôi các bác nhé. Đấy, và tiếp theo đây thì các bác có thể là vẫn là một mẫu Ford Everest, bên em có 3 mẫu Ford Everest. Thì đây là Ford Everest 2021 phiên bản Titanium một cầu, màu xanh rất đẹp luôn, xanh carbonside. Chiếc xe này thì cũng là phiên bản Titanium một cầu và cũng đang được bán mức giá vô cùng hợp lý luôn các bác. Và tiếp theo đây là các bác muốn một bản Turbo đấy, với mẫu Tucson 5 chỗ 2019 Turbo 1.6 các bác nhé. Đây là một cái chiếc xe cũng được rất nhiều anh chị quan tâm với cái mức giá cũng tri ân luôn cho anh chị này. Nhưng mà cái mức giá em đưa ra cho anh chị tham khảo ở đây thì anh chị muốn có mức giá tốt hơn thì anh chị liên hệ ngay với em. Đấy, liên hệ trên trang cá nhân của em nhé, để anh chị có thể là được tư vấn hỗ trợ thêm về thông tin hình ảnh cũng như là hỗ trợ thêm về cái mức giá hợp lý nhất cũng như là mức hỗ trợ trả góp cho những chiếc xe đang bán tại bên em.
thì tất cả những chiếc xe ở bên em đều hỗ trợ trả góp cho anh chị đến 65% giá trị xe trong thời gian từ 2 năm đến 5 năm các bác nhé. CR-V 2015 phiên bản 2.0. Chiếc này là đăng ký 2015 nhưng sản xuất 2014 các bạn ạ. Và bản 2.0 tiết kiệm nhiên liệu, 5 chỗ ngồi. Và chiếc xe này cũng có mức giá vô cùng hợp lý và tầm tiền phù hợp với gia đình này. Và Fortuner 2017 phiên bản 2.5 một cầu số sàn 5 cấp form mới 2017 các bạn ạ. Một cái dòng xe quốc dân dành cho những gia đình ưa chuộng cái sự độ bền bỉ. Đấy. Còn lại nếu như các bác mà thích chiếc xe 7 chỗ ngồi với giá tiền hợp lý hơn thì các bác có thể lựa chọn cái phiên bản Mitsubishi Outlander 2019. Đấy, bản này là bản Pre cao cấp có trang bị đó là hộp số CVT, rửa đèn pha, ghế điện và cửa sổ trời. Với chiếc xe này thì nó chỉ ở cái mức tầm giá hợp lý mà là mức giá hợp lý nhất cho phiên bản 7 chỗ ngồi số tự động. Với khối lượng cơ chỉ là 2.0 thôi nên nó tiết kiệm nhiên liệu vô cùng luôn. Còn các bác muốn khỏe khoắn hơn, mạnh mẽ hơn và tiết kiệm hơn thì các bác có thể lựa chọn cho em mẫu Santa Fe phun dầu. Santa Fe phun dầu 2016, máy 2.2 số tự động. Và chiếc xe này cũng đang là một sản phẩm được nhiều khách hàng ưa chuộng các bác nhé. Và tiếp theo đây thì các bác có thể là sang bên này, em còn một vài mẫu sản phẩm nữa giới thiệu nốt cho các bác này. Đấy, với cái bài video báo giá này em sẽ báo giá qua thôi để cho các bác biết được là những cái sản phẩm bên em đang bán. Và quan tâm đến sản phẩm nào thì liên hệ ngay với em. Range Rover Evoque 2012, máy 2.0. Đây là hàng nhập Anh Quốc các bác nhé. Và tiếp theo đây là chiếc Fortuner 2015 phiên bản số sàn máy dầu động cơ 2.5. Đấy, thì đây là động cơ 2.7 máy dầu các bác nhé. Đấy, và tiếp theo đây là Sorento 2016 phiên bản full số tự động máy dầu 2.2. Đấy, chiếc xe này cũng có mức giá tiền hợp lý và được đánh giá là một trong những chiếc xe đáng sử dụng nhất các bác nhé. Và tiếp theo đây thì các bác có thể tìm cho em, bác nào không thích máy dầu 7 chỗ ngồi thì các bác dùng cho em chiếc Santa Fe máy xăng 2017 này. Bản full có trang bị ghế điện, cửa lóc, 2 cầu. Và với giá tiền của chiếc xe này cũng là cái mức giá đang giảm rất sâu để có thể là thu hồi vốn và có thể là tiếp cận với khách hàng. Với tất cả những chiếc xe của bên em đều cam kết với khách hàng đó là zin nguyên và được bao check test mọi nơi mọi chỗ nha các bác nhé. Với tất cả những chiếc xe của bên Vua Gầm Cao thì sẽ mang tới cho chị đó là những sản phẩm chất lượng, kiểm tra đầu vào và đầu ra sẽ là được bảo hành các bác nhé. Và tiếp theo đây là một mẫu xe màu đỏ, đó là Kia Sonet 2020 phiên bản 1.5 Pre. Đấy, thì chiếc xe này là Kia Seltos các bác nhé, Seltos phiên bản 1.4 máy turbo, là phiên bản cao cấp nhất của 4 phiên bản mà nó sản xuất ra. Thì chiếc xe này cũng đang để cái mức giá vô cùng hợp lý để có thể tiếp cận với khách hàng. Với những chiếc xe của bên em thì có các bác quan tâm thì các bác thấy là có, đây là những chiếc xe đều là những chiếc xe gầm cao, có giá trị cao, cho nên là cũng không dễ tiếp cận với khách hàng. Chính vì thế cho nên là các bác có thể theo dõi thì nhiều chiếc xe bên em có thể là nhiều, có thể để 1-2 tháng để chưa bán được cũng là chuyện bình thường thôi. Bởi vì với thời điểm này kinh tế khó khăn thì với việc đó là tiếp cận khách hàng và đưa ra một cái mức giá để cho khách hàng có thể là mua được thì cũng là một cái vấn đề thời gian thôi các bác nhé. Còn chất lượng xe bên em rất là tốt và được kiểm tra rất là kỹ càng luôn các bạn. Đây, Sorento máy dầu 2015. Đấy, Santa Fe máy dầu 2015 và chiếc xe này là bản full 2.2, là phiên bản cao cấp nhất đến từ thương hiệu của Hyundai. Chiếc xe này cũng đang có mức giá tiền hợp lý và đây là một chiếc xe mà cũng đáng đi nhất trong dòng phân khúc máy dầu 7 chỗ ngồi. Đấy, các bác có thể mua những chiếc xe của bên em với cái những cái tầm tiền em vừa báo giá. Và nếu bác nào mà chưa đủ kinh tế, chưa đủ điều kiện thì các bác có thể sử dụng đó là hình thức trả góp. Bên em thì hỗ trợ trả góp từ đời 2015 trở lên và với mức lãi suất từ 8% đến 9% trên một năm. Và các bác sẽ được hỗ trợ từ 2 đến 5 năm các bác nhé. Vậy thì cần thêm thông tin nào thì hãy liên hệ ngay trực tiếp với em. Và thay mặt ekip Ba Tư Văn Vua Gầm Cao xin chân thành cảm ơn tất cả các bác. Cần chiếc xe nào hãy liên hệ ngay với em nhé. Vậy nhận một mức giá tri ân giảm giá sập tràn. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác.